Trong suốt chiêu gia lịch sử Clover, có 3 lá là một biểu tượng thiêng liêng với 3 chiếc lá là lượt tượng trưng cho niềm tin, hy vọng và tình yêu. Hầu hết những biểu tượng đặc trưng của Clover đều gắn liền với có 3 lá. Tiêu biểu nhất là những trang bìa của sách phép, thứ gần như không thể thiếu với mọi pháp sư. Tuy nhiên không phải toàn bộ sách phép của Clover đều tuân thủ theo thể thức đó, khi mà vẫn có những cuốn sách phép xuất hiện với biểu tượng có 4 lá tượng trưng cho sự may mắn. Có 4 lá vô cùng hiếm và những người được cuốn sách này lựa chọn phải là một pháp sư vô cùng kiệt xuất hoặc nhân tài trăm năm có một. Đã 500 năm kể từ thời điểm ma pháp vương Clover đầu tiên xuất hiện đến nay, chỉ có 4 người được có 4 lá lựa chọn, đó là Lich, Lumiere, Patrick và Juno. Các pháp sư thường truyền tai nhau rằng có 4 lá mang lại cho chủ nhân của nó một sức mạnh to lớn và điều đó sẽ dẫn dắt họ đến thành công. Có 4 lá hiếm và mạnh mẽ đến là thế, nhưng còn một loại sách phép vô cùng hiếm và mạnh mẽ không kém mà không phải pháp sư nào cũng nhận ra sức mạnh của nó, đó là sách phép có 5 lá. Chào mừng các bạn đã đến với Anime Wiki. Ngày hôm nay hãy cùng Anime Wiki đi ngược dòng thời gian về những ngày xưa, những ngày xưa lắc xưa lơ ấy để tìm hiểu một cách rõ ràng về ma thần, cội nguồn của có 5 lá và mối liên hệ giữa Asta với ma thần Kun anh em nhé. Như chúng ta được biết, bên cạnh ma pháp nhân vật chính cùng dàn harem độc đáo từ già trẻ trai gái, thì Asta hiện nay đang sở hữu một điều mà tất cả ma thần đều thèm chảy nước miếng, đó chính là sách phép có 5 lá. Trước khi đi sâu vào vấn đề ấy, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu một vài thông tin về hệ thống sách phép trong Black Clover. Sách phép hay Grimoire có bề ngoài khá phong phú với đủ mọi loại kích cỡ, từ to đến nhỏ, có những sách phép nhỏ như một cuốn sổ tay, có những sách phép lại mỏng như một tờ giấy, vân vân và mây mây. Tuy nhiên trong muôn hình vạn trạng ấy, thì sách phép hình chữ nhật có phần phổ biến hơn cả. Trong thế giới Black Clover, sách phép gần như là nguồn bộc phát sức mạnh chính của các pháp sư, khi nó giúp gia tăng sức mạnh pháp thuật vượt xa rất nhiều so với ma thuật tự nhiên của mỗi con người. Vào tháng 3 hàng năm, Vương quốc Clover sẽ tổ chức các buổi lễ phát sách phép miễn phí trên toàn vương quốc cho những đứa trẻ đủ 15 tuổi. Buổi lễ sẽ diễn ra tại các tháp sách phép và đặc biệt sách sẽ tự lựa chọn chủ nhân cho nó. Những cuốn sách phép này được sử dụng và hoạt động theo 4 quy luật cơ bản, đó là sách phép sẽ liên kết với chủ nhân mà nó lựa chọn trong suốt phần đời còn lại của họ. Sách phép sẽ biến mất nếu chủ nhân của nó chết đi. Và chỉ người được liên kết với sách phép mới có thể sử dụng cũng như thi triển ma pháp bên trong nó. Sách phép sẽ tự động xuất hiện thần chú khi chủ nhân của nó thức tỉnh hoặc tiếp nhận những thần chú mới. Đồng thời nó cũng sẽ tự động thi triển thần chú ấy khi chủ nhân ra lệnh. Hệ thống thần chú này hoạt động từ đơn giản đến phức tạp dựa trên tài năng và quá trình khổ luyện của các pháp sư. Có những trường hợp sách phép của họ chỉ có duy nhất một trang với một thần chú. Có những trường hợp thần chú xuất hiện nhưng chủ nhân của họ lại không hiểu được ngôn ngữ cũng như cách thi triển. Và có những trường hợp như sách phép của Julius sẽ tăng độ dày khi sức mạnh của chủ nhân tăng. Cho đến nay, 4 quy luật này hoàn toàn chính xác với con người. Tuy nhiên với những chủng tộc khác như tộc F, người lùn, tộc ma thần, v.v. thì vẫn chưa có cơ sở khẳng định điều đó. Bởi trong chap 213 của manga, chúng ta đã thấy Vantos đưa sách phép của mình cho Patrick. Và sau khi Patrick tách ra khỏi cơ thể William, cuốn sách đó đã thuộc về William. Một ví dụ tiêu biểu nữa là ma thần có thể đánh cắp cỏ 5 lá từ Lich và Patrick sau khi nhấn chìm cỏ 4 lá trong tuyệt vọng. Vâng, khi tìm hiểu kỹ về vấn đề này, quả thực chúng tôi nhận ra Tabata thực sự đã rất dày công để xây dựng nên hệ thống và quy lý hoạt động của sách phép trong Black Clover. Trong những cách thức hoạt động cơ bản ấy của sách phép, vẫn có những cuốn sách không tuân thủ hoàn toàn các quy luật ấy, và đó chính là cỏ 5 lá. Một câu hỏi được đặt ra là tại sao cỏ 5 lá lại hoạt động ngoài quy luật trên, và đặc biệt nó rất hiếm? Để trả lời câu hỏi này, đầu tiên chúng ta nên tìm hiểu đôi chút về nguồn gốc của cuốn sách này. Cỏ 5 lá tượng trưng cho hiện thân của quỷ, và những ai liên quan đến nó ít nhiều sẽ có mối liên hệ đến ác quỷ. Cho đến thời điểm này của Black Clover, chỉ có hai pháp sư sử dụng cỏ 5 lá, đó là Asta và Ma Thần Tiền Bối. Trong chapter 202, Ma Thần Tiền Bối đã tâm sự mỏng với anh em ma pháp kỵ sĩ rằng hắn là thực thể đến từ không gian khác. Và điều này có nghĩa là Ma Thần Kun đang trú ngụ trong người Asta cũng như sức thép của Men cũng đến từ chiều không gian đó. Chính điều đó khẳng định rằng cỏ 5 lá không gắn liền với thế giới loài người, mà nó gắn liền với thế giới ma thần ở một chiều không gian khác. Và cỏ 5 lá sẽ không tuân theo những quy luật hoạt động cơ bản của sách phép trong dòng thời gian hiện tại. Tiêu biểu là nó sẽ không biến mất khi chủ nhân chết đi. Vậy tại sao cuốn sách này lại hiếm đến thế? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta nên biết rằng cuốn sách nằm ngoài sự hiểu biết của con người về nguồn gốc và sức mạnh. Khi Juno được cỏ 4 lá lựa chọn, mọi người đều trầm trồ, người thán phục kẻ ghen tị vì họ biết rằng cỏ 4 lá là sách phép cực kỳ hiếm. Và ma pháp vương huyền thoại của Clover, Lumiere cũng đã từng được cỏ 4 lá lựa chọn. Ngược lại, cỏ 5 lá của Asta thì không ai biết đến. Một phần là về cuốn sách này khá bẩn,
và không được men nhà ta vệ sinh sạch sẽ, cho nên phải nhìn thật kỹ mới nhận ra biểu tượng có 5 lá. Bên cạnh đó, có lẽ Asta là ma pháp kỵ sĩ đầu tiên sở hữu cuốn sách này, nên thông tin về nó hoàn toàn trống rỗng. Cho đến thời điểm này, người biết rõ về có 5 lá cũng như có thể khai thác được phần nào sức mạnh của cuốn sách này chính là chủ nhân trước đó của nó là Lich. Tuy nhiên thủ lĩnh huyền thoại này đã chết mà không kịp tiết lộ điều gì. Vâng, nếu Lich dạy Asta sử dụng có 5 lá thành thục, men nhà ta bá đạo quá thì phim lại hết sớm. Bên cạnh đó, nữ hoàng phù thủy cùng bạch dạ ma nhãn cũng chỉ biết rằng cuốn sách này cùng những thanh kiếm của Asta trước kia thuộc về Lich. Ngoài ra họ không biết rõ về sức mạnh, cách vận hành cũng như ma thần Kun đang trú ngụ bên trong cuốn sách. Ngay cả Julius cũng bó tay về cuốn sách này thì có thể nói là gần như toàn bộ vương quốc Clover không biết về sự nguy hiểm cũng như sức mạnh khủng khiếp của cỏ năm lá. Như chúng tôi đã nhắc đến trước đó, trong vương quốc Clover, hàng năm sẽ có những buổi lễ tổ chức để phát sách phép miễn phí cho thanh niên trẻ trâu 15 tuổi và bạn có thể nhận được sách phép cỏ 4 lá trong những buổi lễ này. Tuy nhiên cỏ 5 lá thì khác, nó không nằm trong hệ thống sách phép ấy mà được tạo ra từ chính sự tuyệt vọng của may mắn, đó là cỏ 4 lá. Và đó là lý do vì sao sách phép này lại hiếm và không ai biết về nó. 500 năm trước, ma thần đã lên kế hoạch đột sát toàn bộ tộc F khi thả diều bộ tộc này trong hôn lễ của Lich và combat tổng tiêu diệt toàn bộ nhằm mục đích nhấn chìm chủ nhân cỏ 4 lá lúc bấy giờ là Lich trong tuyệt vọng, để cỏ 4 lá chuyển thành cỏ 5 lá và hắn sẽ chiếm lấy sách phép ấy. Để cỏ 5 lá được sinh ra, rất nhiều sinh mạng vô tội đã nằm xuống. Tuy nhiên kế hoạch thất bại khiến cỏ 5 lá như hot girl bơ vơ ngoài trời suốt 500 năm qua và vô tình lọt vào tay của Asta, một thanh niên vô sắc vô giới chỉ thôn thờ phụ nữ thiên chúa giáo. Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra khi Asta sở hữu cỏ 5 lá. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ đi sâu một vấn đề trong muôn vàn vấn đề ấy, đó là ma thần đã có sẵn trong người Asta hay ma thần đã trú ngụ trong cỏ 5 lá và hắn đang ngày đêm tìm cách chiếm hữu cơ thể anh chàng não cơ bắp này. Để trả lời câu hỏi này, đầu tiên hãy cùng nhau tìm hiểu một chút về ma thần anh em nhé. Cứ ngỡ là một sinh vật chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, qua những lời kể và câu chuyện. Việc ma thần có thật ngoài đời thực sự gây rất nhiều bất ngờ cho các ma pháp kỵ sĩ cũng như fan hâm mộ Black Clover. Những sinh vật này tồn tại trong một chiều không gian khác và chúng lên lỏi vào dòng thời gian hiện tại của Black Clover qua những tâm hồn trống rỗng đầy hận thù của pháp sư. Những hận thù, những phẫn nộ cùng tà ác không được giải tỏa ngày qua ngày được tích tụ và kìm nén. Cùng với đó là một thân thể yếu kém được coi là vật chủ lý tưởng để ma thần sinh sôi và nảy nở. Để phát triển hoàn thiện và đạt trạng thái hoàn mỹ nhất, những sinh vật này sẽ sư khiến điều khiển vật chủ nhằm đạt được thân thể mạnh mẽ hơn, đồng thời sở hữu sách phép riêng cho mình, để rồi một ngày hắn sẽ là một thực thể sống thực sự và hủy diệt thế giới là người với sự tàn bạo. Ma thần sở hữu sức mạnh khủng khiếp với ma pháp lạ lẫm và bùng phát không giới hạn. Cho đến thời điểm này của Black Clover, có hai ma thần xuất hiện, đó là ma thần tiền bối đã bị tiêu diệt và ma thần Kun hiện nay đang liên quan đến Asta. Chúng ta vẫn chưa thể khẳng định rằng ma thần Kun có mục đích xấu. Tuy nhiên với sức mạnh khủng khiếp như vậy, rõ ràng ma thần này là một mối đe dọa đến con người. Sẽ có hai giả thuyết được đưa ra về mối liên hệ giữa ma thần và Asta. Giả thuyết thứ nhất, ma thần có sẵn trong cỏ 5 lá từ đầu và coi Asta là vật chủ phù hợp để hắn khai thác. Khi Lich chết đi, cỏ 5 lá của ông vẫn tồn tại trong 500 năm. Trong suốt thời gian ấy, cuốn sách được Nero canh giữ ngày đêm và bằng cách nào đó ma thần đã tìm được con đường kết nối đến sách phép vô chủ này. Điều này liên quan đến quá trình cỏ 4 lá chuyển thành cỏ 5 lá. Rất có thể trong quá trình diễn ra sự chuyển giao ấy, mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng có một kẻ hở như con đường từ không gian này đến không gian khác, mà qua con đường đó ma thần có thể đến thế giới hiện tại. Cỏ 5 lá mà Asta hiện đang sử dụng trước kia là cỏ 4 lá kiếm ma pháp của Lich, và nó vẫn giữ nguyên những thanh kiếm trước kia thuộc về thủ lĩnh này. Tuy nhiên sức mạnh ấy đã phần nào biến đổi theo dạng black hóa với màu đen trên thân và tăng độ nặng của kiếm. Trong chapter 201, khi thức tỉnh, Lich đã sử dụng một thanh kiếm và thanh kiếm đó cũng có khả năng hấp thụ ma pháp. Điều này có nghĩa là trước kia ma pháp của Lich cũng đã có khả năng triệt tiêu và hấp thụ ma pháp. Điều đó thể hiện qua việc Lich hiểu rất rõ cách vận hành cũng như chiến đấu của triệt ma pháp. Khi rút một thanh kiếm từ trong sách cỏ 5 lá của Asta và chiến đấu với thanh kiếm đó, rõ ràng nếu cỏ 5 lá nằm trong tay Lich thì thực sự rất mạnh. Từ những điều trên chúng ta nhận thấy là ma thần đã không tác động quá nhiều đến cỏ 5 lá của Lich. Hay nói cách khác là Kun nhà ta gần như không tác động đến Greenmaw này, khi mà bản chất kiếm ma pháp vẫn còn nguyên và khả năng triệt tiêu hấp thụ ma pháp là khả năng vốn có của Lich.
Nói cho vung hơn là cỏ 5 lá là một bản nâng cấp từ cỏ 4 lá của Lich khi nó vẫn giữ được thứ vốn có, và khả năng ma thần xuất hiện từ bên trong cuốn sách là rất nhỏ. Chính từ những suy luận và phân tích ấy, chúng tôi nghĩ rằng giả thuyết này có phần không chính xác. Vì vậy hãy đến với giả thuyết thứ hai, đó là ma thần bị phong ấn trong Asta. Điều này liên quan đến xuất thân và nguồn gốc của Asta. Như chúng tôi đã phân tích trước đó trong video cha mẹ nguồn gốc và xuất thân của Asta, chúng tôi nghĩ rằng Asta có mối liên hệ nào đó với ma quốc Space, một vương quốc tôn thờ ma pháp hắc ám. Rõ ràng, trong tất cả những gì liên quan đến hắc ám, khi bạn thiết triển nó, bạn buộc phải đánh đổi một vài thứ quan trọng của bản thân. Và rất có thể cha mẹ Asta đã đánh đổi ma pháp của con trai mình để thiết triển ma pháp phong ấn ma thần vào trong người cậu bé. Việc ma thần này không thể chi phối tâm trí Asta cho đến thời điểm này là do phong ấn đó rất mạnh, và do Asta rất mạnh mẽ trong cả thể chất lẫn tinh thần. Trong trận đại chiến với Lagros, Asta đã có cuộc trò chuyện mini với ma thần bên trong mình. Hắn không ngần ngại bày tỏ khao khát chiếm lấy cơ thể Asta nhưng đã thất bại. Việc Asta có thể thi triển trạng thái Black Asta với một nửa cơ thể liên quan đến việc ma thần không thể chiếm được cơ thể của Asta mà dần bị cậu chi phối lại, nhưng sự chi phối đó chưa hoàn toàn. Rất có thể trong tương lai, bằng sự trong sáng vô tư mạnh mẽ của mình, Asta sẽ thuần phục được ma thần cô này như cách Naruto đã thuần phục cửu vĩ. Thật nóng lòng để chờ đến ngày Black Asta phiên bản Densi toàn thân phải không nào? Hãy nghĩ về câu chuyện một thanh niên ma thần nhăm nhe đến thế giới loài người để hủy diệt họ, nhưng vô tình bị phong ấn cho một anh chàng siêu đần cùng ma pháp cơ bắp và ma pháp ngu ngơ, để rồi bị chính anh chàng đó thu phục và đi theo phục vụ cứu thế. Video của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký để đón xem những video mới nhất của Anime Wiki nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.